rất nhanh. Đôi đen trường nào vậy? Ok, đôi đen trường Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đôi xanh trường... Ôi, vẫn còn, dã man, thủ cầu ảo quá. Vẫn còn kìa, vẫn còn kìa, vẫn còn. Vâng, quá hay nhưng phạt. Ok, xin chào Tiến Lam, người sân đầu tiên. Hello Tiến Lam, hello Nguyễn Huy Hoàng, chào mừng các bạn đến live stream của Hùng. Trận đấu được đón chờ nhất tại giải cầu lông học sinh sinh viên trên cúp báo tuổi trẻ của thủ đô. Trận đấu chung kết đôi nam lứa tuổi 19-25. Vâng. Anh Tô Canh Thiều, Nguyễn Huy Hoàng, hãy giúp anh chia sẻ, hãy giúp anh chia sẻ live stream này lên chợ cầu lông đi. Hãy giúp anh chia sẻ live Học Sơn phát cầu. Và một pha thủ cầu rất tốt, tuy nhiên cầu ra ngoài mất điểm hai đều, rất căng thẳng. Vâng, rất nhanh. Hello Nguyễn Văn Hướng. Một pha phát cầu bán vào. Đức Vy rất nhanh. Cảm ơn anh Tuấn Anh Trinh đã vẫy tay chào Hùng. Hello Minh Trần. Và một pha chặn cầu của em. Trận đấu đáng chờ đợi, đáng xem nhất của giải báo tuổi trẻ thủ đô. Trận chung kết đôi nam. Cuộc đối đầu giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự. Hello anh Nguyễn Đức Thuận, chào mừng Nguyễn Đức Thuận đến với live stream của Hùng. Vâng. Trong Trọng Trình đánh 3 set 21 thì phải, nếu không nhầm. Vâng, vẫn còn, rất nhanh, rất hay. Điểm 6 đều. Vâng, những pha đập cầu rất mạnh, rất khéo léo. Vâng, điểm 7-6 Học viện Kỹ thuật Quân sự phát cầu. Vâng, lòng bắt cầu ngang rất an toàn. Đức Duy, một pha smart, tiếp tục. Vẫn còn, vẫn rất lì lợm, vẫn còn không? Vâng, rất hay. 7 đều, Tất Bắc phát cầu. Rất hay, còn không? Vẫn còn. Vâng, trong tình huống vừa rồi chính là... Hello Đỗ Thái, hello Đào Hiệp. Vâng, ơn Trần Hà đã vẫy tay với Hùng. Anh có thể giúp em chia sẻ live stream này lên chợ cầu lông được không ạ? Một trận đấu hay như này mà có ít người xem thì Hùng thấy đáng tiếc lắm. Hãy giúp Hùng đi các bạn. Vâng, vẫn còn không? Vâng, một pha... Một pha phát cầu cao. Vâng, một pha phát cầu cao, không còn cơ hội để sửa sai nữa rồi. Khang Nguyên. Vâng, rất hay. Hùng cần... Hùng đang thưởng thức một trận đấu. Thực sự là một trận chung kết. Xứng đáng là một trận chung kết. Dần rất khéo léo, rất bình tĩnh. Hello cô bé Mũm Sinh. Vâng, những pha đập cầu rất mạnh. À, Đức Duy của Học viện Kỹ thuật Quân sự, họ đã đánh cặp với nhau và giành chức vô địch. Và hôm nay họ lại đối đầu với nhau. Một anh, ok, cảm ơn Phạm Hồng Vân đã có lời khen. Hello Hoàng An. Tuổi 19-25 giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ. Vâng. Liệu có là 15 đều hay không? 15 đều hay không? Vâng, 15 đều, vâng, rất chính xác. Bạn đã có lời hỏi thăm. Hello Ngô Chí Dũng, hello Dương Anh Tuấn, hello Huyền Phạm. Chào mừng mọi người đến với trận chung kết đôi nam. Trận chung kết đôi nam nội dung trận chung kết đôi nam lứa tuổi 19-25 đánh 3 set 21. Vâng, những pha ép cầu rất hay. Kỹ thuật Quân sự đang vươn lên dẫn trước. Vâng, vẫn còn, dã man, quá hay. Xứng đáng là một trận chung kết. Vâng, một pha cầu cạch mất rồi. Nguyễn Huy Hoàng, hello Vũ Long Hà. Mọi người hãy tiếp tục giúp Huyền lan truyền trận đấu hay này đến tất cả những người hâm mộ và đến tất cả những lông thủ đam mê cầu lông nào. Hãy giúp Hùng chia sẻ đi. Một trận đấu quá hay, quá kịch tính các bạn ạ. Vâng. Một pha điều cầu dọc biên rất hay của Ngọc Sơn, rất chính xác. Thế làm hãy giúp Hùng chia sẻ live stream này đến mọi người được không? Chung kết đôi nam nữ đánh từ sáng rồi bạn ơi. Chung kết đôi nam nữ mình cũng có live stream rồi nhá, bạn hãy xem lại. Hello trung tâm thi đấu thể thao quận Long Biên nhá, Tuấn Hy ơi. Vâng, pha cầu này bên nào sẽ giành điểm số đây? Vâng, vẫn còn, vẫn còn, vẫn rất dài. Ngọc Sơn, vâng, cầu leo lưới nhưng vẫn còn. Tất Bắc có một pha thủ cầu khá ổn định, khá hay.
chia sẻ live stream này được không? Mọi người hãy giúp mình chia sẻ live stream này. Vâng. Một pha cầu rất gắt của Ngọc Sơn. Trận đấu thứ nhất kết thúc điểm 21-17. Vâng, rất đáng tiếc Ngọc Sơn và Tất Bác có những pha xử lý cầu không tốt và thiếu bình tĩnh trong những điểm số cuối cùng. Hai này thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng trận đấu thứ ba. Đến trận đấu thứ ba thì nó mới gọi là hay. Vâng, một pha đập cầu rất tốt của Ngọc Sơn. Vâng. Đức Duy. Vâng, Đức Duy đánh cầu quá tốt các bạn ơi. Rất nhanh. Đôi đen trường nào vậy? Ok, đôi đen trường Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đôi xanh trường... Ôi, vẫn còn, dã man, thủ cầu ảo quá. Vẫn còn kìa, vẫn còn kìa, vẫn còn. Vâng, quá hay những pha. Chú Thúy ơi, hãy cổ vũ cho Ngọc Sơn đi. Hãy cổ vũ cho Ngọc Sơn giành chiến thắng trong set đấu thứ hai này. Vẫn còn, vẫn rất dai dẳng, quá hay. Ok, Lê Văn Thành. Lê Văn Thành cổ vũ cho Học viện Kỹ thuật Quân sự. Vâng, một pha đập cầu rất gắt của Đức Long. Quyết định ở những điểm số cuối cùng mà thôi. Vâng, ép cầu, công cầu liên tục, thủ cầu rất dai dẳng. Vâng, một pha cầu không hiểu ý nhau. Duy đánh gớm, ok, cảm ơn Lưu Chiến Thắng. Lưu Chiến Thắng hãy tiếp tục giúp mình chia sẻ live stream này được không bạn ơi? Rất hay. Một live stream, một trận đấu hay và kịch tính như này mà ít người xem thì đáng tiếc quá các bạn ạ. Hello Giang Nguyễn, Giang Nguyễn hãy giúp anh chia sẻ live stream này đi. À, và set đầu thứ hai họ đang dẫn với điểm số 5-3. Giang Nguyễn nhá. Ok, lại sẻ live stream này đi. Cầu ngoài sân một chút với tinh thần và sự ổn định như thế này thì cặp đôi đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự có lẽ sẽ kết thúc trận đấu này trong set đấu thứ hai mà thôi. Công an Nhân dân Tất Bắc phát cầu. Học viện Chính trị Công an Nhân dân có thể hiện được bản lĩnh của mình hay không? Vâng, họ lại đánh tiếp. Ông Nguyễn Khang Nguyễn ơi, giúp anh chia sẻ đi. Khang Nguyễn. Ok, chính xác là Đức Long đeo đôi giày giống em và cũng mua của anh nhá. Sớm mát tiếp, vâng. Hùng cảm giác pha cầu vừa rồi đập sắp móc cả cầu. Tuy nhiên cầu Bubadu có vẻ cũng khá bền. Vâng, một pha đập cầu cạch. Hello Lê Bá Ngọc, hello Nguyễn Minh Thương. Chào mừng các bạn đến với trận chung kết nội dung đôi nam giải báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Một trận đấu vô cùng hấp dẫn, mang tính chuyên môn rất cao của vận động viên. Ok em, sắp nhận giải chưa? Em ra đây tí nữa, trận này hay quá nhỉ? Quá hay luôn. Vâng, vẫn còn, dã man chưa? Vâng, một pha đập cầu ra ngoài rất đáng tiếc của... Vũ Mạnh Thắng, Vũ Mạnh Thắng là ai anh ơi? Mình không hiểu lắm. Trong trận đấu này để chúng ta có thể theo dõi set 3. Được xem đến set 3 thì mới gọi là kịch tính. Vẫn còn, đập cầu găm. Hello Nhâm Hoàng. Hello Long Hồng, sau trận này Nhân dân phát cầu. Một pha phát cầu khá cao. Vâng. Tuy nào Hùng đang cổ vũ cho Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Bởi vì Hùng muốn xét đấu thứ ba thôi. Chứ thực chất Hùng cổ vũ cho cả hai đội các bạn ạ. Chờ nhận giải. Có những người mong muốn trận đấu này kết thúc sớm để có thể nhận giải và về nhà sớm. Tuy nhiên những người đam mê họ lại muốn xem trận đấu này đến set đấu thứ 3. Ăn không, ăn không, ăn không, vẫn chưa, vâng. Sai cầu hỏng. Vâng, rõ ràng. Ok, khán giả đằng sau rất đông, mọi người đang rất im lặng và cổ vũ. Hôm nay có lời khen, trận đấu này quá hay chứ không phải hay bình thường. Long đã giành chiến thắng. Trong set đấu thứ hai này họ cũng đang dẫn với điểm số 15-18 rồi. Ngược dòng không? Chúng ta cùng xem. Vâng, một pha phát cầu quá cao, một pha phát cầu quá cao, không còn cơ hội nữa. Quá gắt. Số cuối cùng của set đấu này cũng là điểm số cuối cùng của trận đấu. Vâng, trận đấu vẫn chưa kết thúc. 17-20. Đức Duy cũng chính là một trong những vận động viên của Sport Hùng Badminton Team. Anh đánh cầu quá hay, Đức Duy. Đức Duy đang làm chủ trận đấu. Vâng, một pha đập cầu cực kỳ mạnh.
Một pha đập cầu xẻ nách, vâng, rất xuất sắc. Cặp đôi Đức Duy và Đức Long đã giành chiến thắng trong trận đấu chung kết giải cầu lông báo tuổi trẻ thủ đô. Chúc mừng cặp đôi Đức Duy và Đức Long, một chiến thắng rất xứng đáng. Ok, bây giờ Hùng sẽ quay ra cổ động viên cho các bạn xem nhé. Ok, đây là hàng ghế của các vận động viên đã được giải tại giải báo tuổi trẻ thủ đô, có rất nhiều nội dung. Và phía bên kia là khán giả, các bạn có thấy không? Rất là đông khán giả, không phải là ít đâu các bạn ơi. Chả qua là cái khán đài của sân nó hơi bé. Đức Duy đang trả lời phỏng vấn. Ok, Đức Duy và Đức Long chiến thắng rất xuất sắc trong hai set. Hello Đoàn Khang, vậy là trận đấu chung kết đôi nam đã kết thúc rồi. Và ngay sau đó thì ban tổ chức đã tiến hành phỏng vấn và có những lời hỏi thăm đến các vận động viên đã giành chức vô địch, Đức Duy và Đức Long.